Theo phương án đề xuất, dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ và công nghiệp cảng biển huyện Bình Đại là khu chức năng hỗn hợp, trong đó bao gồm tổ hợp khu đô thị, kết hợp khu chức năng cảng biển, khu công nghiệp cửa ngõ, khu vui chơi giải trí. Dự án nằm ở xã Thới Thuận và Thừa Đức, huyện Bình Đại, quy mô 26.220 ha, trong đó diện tích đất liền khoảng 4.190 ha, diện tích lấn biển khoảng 22.030 ha. Nội dung phương án bao gồm hai khu chức năng chính là khu công nghiệp và dịch vụ, quy mô 11.960 ha, bao gồm khu làng nghề truyền thống và tái định cư, khu công nghiệp và cảng biển nước sâu, khu công cộng dịch vụ hỗn hợp, khu đô thị thương mại dịch vụ và cảng du lịch quy mô 14.260 ha, bao gồm khu tổ hợp sân golf 36 lỗ, khu đô thị và công viên giải trí chuyên đề, khu đô thị công viên trung tâm, khu công viên quảng trường trung tâm và dịch vụ thương mại, khu trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, trung tâm hành chính, khu trung tâm marina, khu đô thị thương mại dịch vụ và cảng du lịch. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2050, chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2030, giai đoạn 2 từ năm 2030 đến 2040, giai đoạn 3 từ năm 2040 đến 2050. Đại diện các sở ban ngành tỉnh cho rằng đây là ý tưởng tốt, có tác động lớn, bám sát chiến lược phát triển Bến Tre và hướng đông của tỉnh. Tuy nhiên cũng đề nghị công ty quan tâm làm rõ thêm phương án đối với đất rừng hiện có tại các khu vực này, phương án tạo việc làm, tái định cư cho người dân khu vực, vấn đề xung đột với các dự án khác, kết nối hạ tầng giao thông bộ, giao thông thủy đi ngang khu vực này. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàng Len khẳng định, quan điểm của công ty khi xây dựng dự án là sẽ trồng thêm rừng, bảo vệ cảnh quan môi trường biển, đặc biệt ưu tiên thực hiện tái định cư, tạo việc làm cho người dân trong khu vực dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá đây là dự án có ý tưởng tốt, quy mô lớn. Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án. Tuy nhiên cần giữ lại diện tích rừng nuôi tôm công nghệ cao, các dự án điện gió, đồng thời giữ nguyên bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử.